Một giờ đánh, 5 giờ phỏng vấn, đó chính là hiện thực của trận chung kết LCK mùa xuân 2023 vừa qua. Trái ngược với đa phần dự đoán của mọi người, trong đó có cả Lu, Genji đã thành công bảo vệ ngôi vương của mình trước ông vua vòng bảng T1 với tỷ số 3-1 khá chóng vánh. Tất cả đều phải dậy sóng trước T1, vua về nhì, hay Bay, xạ thủ trẻ nhất từng vô địch LCK. Nhưng hôm nay, hãy tạm gác những câu chuyện đã có nhiều người bàn tán sang một bên. Ánh hào quang rực rỡ hôm nay sẽ tập trung vào một cá nhân đã thể hiện xuất sắc không chỉ trong trận chung kết mà là tiến bộ trong suốt cả mùa giải vừa qua. Đúng, đó không ai khác ngoài người đi đường trên của Genji Esports, Doran. Bất chấp những hạn chế tai hại vẫn còn tồn tại bên trong lối chơi của mình, vận thái dương của Doran đã soi chiếu trong trận chung kết, góp công rất lớn trong hai lần Genji nâng cúp quốc nội. Hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, nhìn nhận lại một chút hành trình để trở thành nhân tố chung kết của chàng top lane cần mẫn nhà Genji. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và sub cho kênh của Lu, cũng như để lại những bình luận góp ý tích cực ở bên dưới. Nhắc tới Doran là khán giả sẽ mặc định gắn thêm danh xưng ngài ngay phía trước. Nếu bạn không biết tại sao anh chàng lại nhận biệt danh đầy mỉa mai này, thì hãy lên ngay YouTube tìm chung kết LCK xuân 2022, ván thi đấu thứ tư. Thứ mà các bạn sẽ được chiêm ngưỡng là một anh chàng đu dây thẳng vào dòng điện cao thế và nằm xuống không một tác dụng. Vâng, anh chàng đó không ai khác ngoài Doran của nhà Genji. Xuất phát điểm của Doran không hề tệ như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí anh còn được đánh giá rất cao bởi cựu huấn luyện viên của Griffin, CV Mark. Doran thời điểm đó chưa có nhiều đất diễn do những xích mích không bao giờ được tiết lộ với thần kiểm so cũng như ban lãnh đạo của đội tuyển. Sau khi siêu đội tuyển này tan rã, Doran vẫn nhận được sự tín nhiệm của người thầy cũ, nay đã chuyển sang màu áo Reganax. Anh nhanh chóng tái hợp cùng với CV Mark và Chovy để chinh chiến trong màu áo của rồng xanh. Huấn luyện viên của anh vẫn đánh giá Doran là một viên ngọc sáng. Và nếu như được mài dũa cẩn thận, anh hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao sáng. Đáng tiếc là đã chẳng có ngôi sao Doran nào tồn tại trong vũ trụ Liên minh huyền thoại. Doran chỉ sắm cho mình vai của đường trên tầm trung, hoàn toàn không thể nào so lại với những Kin, Nuguri, Khan ở thời điểm đó. Trong khoảng giai đoạn từ 2019 đến 2021, meta đường trên xoay quanh khá nhiều những vị tướng đấu sĩ giàu sát thương như Aatrox, Gwen, Renekton, hoặc đôi khi còn là sự thống trị của lớp tướng tay dài đè đường như Lucian, Rave, Jay. Doran chỉ có thể đóng vai trò bao cát di động cho đối phương đấm không thương tiếc. Nếu ở thời điểm hiện tại Kana khó lòng có thể so sánh với Doran, thì 3 năm về trước, trong vòng playoff LCK mùa xuân 2020, Kana còn có thể cầm on đi đường thắng so với Lucian trong tay Doran. Lúc đó chúng ta còn không thể sử dụng từ tròn vai dành cho Doran, mà anh gần như là gánh nặng dành cho phần còn lại của tập thể. Dù vậy, có vẻ như KT vẫn nhận thấy được tiềm năng của chàng trai sinh năm 2000 này, nên vào tháng 11 năm 2020, Doran trở thành người của đại gia viễn thông. Trong màu áo KT, Doran tiến bộ so với một năm trước đó khá nhiều, khi trở thành mũi nhọn của KT trong nhiều trận đấu. Lượng sát thương sấp xỉ 28% được duy trì qua 2 mùa Doran phục vụ cho KT. Chỉ tiếc rằng khi đó ông lớn viễn thông một thời đã quá suy tàn và trong quá trình tái thiết lại đội hình, nên kết quả thi đấu của KT cũng chẳng có gì đáng chú ý, và Doran vẫn chưa tìm thấy cơ hội để bứt phá. Genji gõ cửa, đưa bàn tay ra để cứu vớt Doran khỏi KT. Ở đây anh được gặp lại người đồng đội cũ Chovy, Lehen. Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi lão tướng Binet Ruler, Genji đã cùng với DK và T1 tạo ra một cuộc đua tam mã cực kỳ hấp dẫn. Bản thân Doran cũng thi đấu ổn định ở giai đoạn vòng bảng. Anh có thể không bao giờ là một ngôi sao gánh team sáng chói, nhưng là một bức tường vừa đủ vững chãi để Ruler và Chovy có thể dựa vào. Cho đến khi vào giai đoạn playoff, phong độ của Doran có phần suy giảm đôi chút. Dù vậy thì đối phương cũng không hoàn toàn biết cách khai thác vào vị trí của anh, nên Genji vẫn có thể tiến tới trận đấu cuối cùng tái ngộ T1. Zed chắc chắn là một liều thuốc rất tốt để Doran có thể chứng minh với cả thế giới rằng mình không chỉ là một chiếc mic, mà còn là một người chơi đường trên thật sự có giá trị. Với meta xoay quanh nửa canh trên, việc va chạm với người đàn em phía bên kia chiến tuyến là không thể nào tránh khỏi. Sau 3 ván thi đấu, Doran đã chốc hạ trận đấu bằng quân bài tẩy Akshan. Tất nhiên rằng đây không phải xếp hạng đơn, nên sự lựa chọn này đã được tập luyện từ trước. 369 của Jindong chia sẻ rằng trong quá trình đấu tập, Akshan của Doran đã hủy diệt anh ngay từ cấp 1. Sự tự tin này cũng là nhát dao cuối cùng để khiến cho Genji thất bại cay đắng ở trận chung kết LCK một năm trước đó. Có thể Chovy chốt trong thời khắc quan trọng nhất. Ruler và Binet không thể hiện hết được những giá trị của những ngôi sao kỳ cựu, nhưng chắc chắn rằng lỗi vẫn nằm phần nào ở Doran vì đã không thể đáp ứng được meta đường trên chủ lực đang thịnh hành lúc bấy giờ. Khi đề cập về định hướng cá nhân, Doran cho biết: "Về riêng bản thân tôi, mục tiêu của tôi luôn là trở thành người chơi giỏi nhất trong số những người chơi đường trên. Trong mỗi giai đoạn chuẩn bị, tôi luôn cảm thấy mình cần phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa. Và bởi tôi luôn muốn trở thành người chiến thắng, nên tôi cũng phải tự đặt mình vào một mục tiêu cao nhất." Có thể thấy dù bị nhận không ít những chỉ trích từ người hâm mộ của đội tuyển trên khắp thế giới, nhưng chiến ý của Doran là rất vững vàng. Anh có một mục tiêu rất cụ thể và sẽ nỗ lực đến khi nào có thể đạt lấy nó.
bản thân Duran không phải là một tuyển thủ có kỹ năng cá nhân kém. Cũng giống như ngài Morgan, Duran vẫn còn trẻ và mắc phải nhiều lỗi liên quan đến tâm lý thi đấu, nên không thể hoàn toàn phô diễn được khả năng của mình. Chỉ đến mùa hè năm 2022, sau khi đã trải qua quá nhiều nốt trầm trong sự nghiệp, thì Duran mới có thể lột xác để trở thành một điểm tựa đáng tin cậy. Meta của mùa hè năm ngoái đã dần dịch về lại khu vực đường dưới. Những vị tướng thuần sát thương đã bắt đầu nhường lại sân chơi cho lớp tướng chống chịu mở giao tranh, hoặc là đa dụng hơn như Na, On, Sidoni. Điều này trực tiếp khiến cho Duran dễ hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội. Anh có dịp phát huy được hết những điểm mạnh của mình, đó là hấp thụ áp lực của đối phương cũng như không yêu cầu quá nhiều sự quan tâm của đồng đội. Đồng thời, để có thể đóng góp nhiều hơn trong giai đoạn cuối trận, Duran đã cải thiện rất nhiều khả năng di chuyển cũng như tạc cảnh đánh đầu. Na trong tay anh sở hữu tỷ lệ thắng lên tới 90% sau 15 lần chọn, hứa hẹn một giai đoạn playoff vô cùng tính. Như Lu đã đề cập ở tiêu đề, đó là DNA trong trận chung kết, nên ta sẽ vào thẳng tới trận đấu cuối cùng, nơi mà Genji tìm thấy cơ hội báo thù Tiểu Anh. Dù Z đang ở ngưỡng phong độ rất cao, nhưng phần còn lại của Tiểu Anh thể hiện bộ mặt bất ổn, đặc biệt ở khu vực đường dưới vị trí của Gumayusi. Và đáng tiếc cho Tiểu Anh, Genji này là một phiên bản rất khác, và Duran cũng vậy. Z từ vị thần triệt hạ tất cả mọi đối thủ, giờ đây bị Duran đè đường rồi lùa như vịt. Duran liên tục khóa vào những lựa chọn đấu sĩ để gửi đi một thông điệp rằng tôi ở đây để đánh sòng phẳng với cậu. Trong một ngày Duran tự tin khóa vào Atrox, Z đã bị đè đường một cách triệt để. Dù có mang ra cả quân bài dị Mordekaiser, thì Z vẫn bị bắt chết sau khi tê lê đường trên ở ván 3 quyết định. Duran làm tốt, phần còn lại cũng thế, thì không có nghĩa lý gì Genji có thể để tuột danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ năm 2014, thời điểm họ còn mang tên Samsung. Cá nhân Duran đã có thể cởi bỏ được áp lực tâm lý nặng nề và sẵn sàng cho chặng đường kế tiếp. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, khi mà Genji vừa bảo vệ thành công ngôi vương quốc nội của mình, người hâm mộ có thể gào thét tên bay như là siêu sao sáng nhất của LCK trong tương lai, hay là song sát Binet Jovi ao trình T1. Nhưng chắc chắn trong trận chung kết này, không thể nào không dành lời khen cho Duran, người đã khiến cho T1 phải xây sẩm mặt mày bằng những thùng rượu đau như trời giáng. Thực tế rằng Duran đã chơi rất tốt xuyên suốt cả mùa giải vừa qua, chứ không riêng gì trận chung kết. Với bộ tướng hợp meta, tỷ lệ thắng của Duran lên tới sấp xỉ 70%. Nhưng đừng nghĩ Duran chỉ biết đánh tăng, bởi anh có tới 12 pha solo kill ở vòng bảng và 4 pha nữa ở playoff. Điều đó chứng tỏ rằng Duran rất bình tĩnh, biết lúc nào là cơ hội cho bản thân mình và đoạt mạng của đối phương. Kỹ năng tốt, có sự ổn định, lối chơi linh hoạt đã giúp cho Genji kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai chung cuộc. Khi bước vào playoff, đột nhiên phong độ của Duran suy giảm, khiến cho fan của Genji vô cùng lo lắng. Chỉ xét riêng trong hai cặp trận với T1 và KT, Duran đã không thể hiện được những gì mà anh làm tại giai đoạn vòng bảng. Nếu như trước Z, Duran lại trở về với hình ảnh dễ bị bắt nạt ngày nào, thì trước KT, anh cũng chỉ thể hiện ở mức tròn vai. Mỗi lần Duran khóa vào J là một trận thua chắc cớp dành cho Genji. Với phong độ thấp như vậy, khó ai biết được rằng Duran lại thêm một lần nữa bùng nổ ở trận chung kết để dúi vào tay T1 danh hiệu vua về nhì bất đắc dĩ. Nếu như Duran là Emily, thì T1 chắc chắn phải là Big Daddy, vì Duran cứ mượn rượu tỏ tình là T1 lại không thể nào chối từ. Dù có một tình huống bị Honor hỏi thăm từ khá sớm trong ván đấu thứ nhất, nhưng Duran đã xử lý cực kỳ xuất sắc để đoạt ngược lại mạng của đối phương mà vẫn bình an vô sự trở về. Z sau những ác mộng về cây kéo của Bin, thanh kiếm của Kingen thì sẽ tiếp tục ngủ mơ thấy những cú thùng rượu nổ như chọn mục tiêu của Duran. Không dưới hai lần thần sấm uống rượu quá say rồi ngã luôn vào vòng tay yêu thương của đối thủ. Không chỉ có Z, toàn bộ đội hình của T1 đều bị chuốc say và đánh đập không thương tiếc bởi người mà họ từng đè đầu cưỡi cổ. Z chọn Jay nhưng cũng chẳng thể nào xuyên thủng được lớp da quá dày của gã bẩm rượu trong tay Duran. Công việc của Bay là quá đơn giản, là liếc chuột phải vào đầu những ai mà Duran hất về, và thế là Genji bỏ túi hai ván thắng một cách nhẹ nhàng. Kiếm về từng đó lợi thế cho đội tuyển, những gì Duran cần làm ở hai ván thi đấu sau đó chỉ là tròn vai và để những ngôi sao khác có thể lên tiếng trước khi chạm tay vào chiếc cúp quốc nội lần thứ hai liên tiếp. Khán giả cũng như chuyên gia đã đôi phần đánh giá Z quá cao và đánh giá Duran quá thấp, khiến cho người ta khó lòng nhìn rõ được DNA trong những giờ phút quan trọng mà Duran tỏa ra. Nếu như Z biểu trưng cho sự hoa mỹ nhưng đôi phần bồng bột của tuổi trẻ, thì Duran lại chính là biểu tượng cho sự kiên cường tuyệt đối. Sau quá nhiều những vấp ngã, Duran không hề chối bỏ những thất bại mà xem đó là động lực để bước tiếp. Khi đang trên đà thăng hoa, Duran cũng không hề say máu quá mức, vẫn sẵn sàng lùi lại để nhường đường cho những ngôi sao khác. Duran đã thật sự chiến thắng một cách quá thuyết phục, trước cả đối thủ của mình cũng như trong lòng khán giả. Có lẽ đã quá lâu rồi Genji mới có lại một đường trên đáng tin cậy đến như vậy. Từ ngày Cuve rời đi, những cái tên đến sau đều không tạo được cảm giác an toàn cho người hâm mộ của Genji. Rob, Rasko, Budon, không ai có thể trụ lại quá lâu tại mái nhà này. Cho đến khi Duran xuất hiện, hình bóng ngày nào của Cuve mới được tái hiện. Hơi mang thiên hướng trầm lặng, thế nhưng mẫu người chơi như Cuve và Duran luôn là thứ Genji cần. Một tập thể vốn đã quá nhiều những ngôi sao sáng.
Dù sở hữu DNA trong trận chung kết là thế, nhưng Durant vẫn khiến cho người hâm mộ phải cảm thấy lo lắng trong toàn bộ phần còn lại của mùa giải. Khi phải đối đầu với một đối thủ tay to và tâm lý ổn định như Kim, đất diễn của Durant cũng bị thu hẹp phần nào. Durant chơi Na hay Cersante đều rất chắc chắn, nhưng nếu meta đường trên gánh team một lần nữa quay lại, liệu có phải anh sẽ thêm một lần nữa quay lại với hình ảnh bị động trong quá khứ? Hay nói gần gũi hơn là Durant đã được unlock hay chỉ hóa trao một trận BO5 để rồi trở về với bản ngã của mình tại Masai sắp tới? Tâm lý ổn định, biết hạ cái tôi, đi kèm với những năng lực sẵn có, Durant đã chứng minh rằng giá trị của bản thân không chỉ nằm ở DNA trong những trận chung kết LCK, mà xa hơn nữa anh có thể vươn tầm để trở thành một tượng đài của Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc. Có thể không hoàn mỹ như Marin hay Nuguri, nhưng Durant còn nhiều cơ hội chứng tỏ thực lực của mình thông qua những giải đấu quốc tế sắp tới. Mong rằng anh cùng với Genji sẽ thi đấu thật tốt tại London nhân dịp lần đầu gặp mặt tại Masai. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, một sub, bấm vào nút chuông thông báo và đưa ra những ý tưởng cho video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.